Đây, tác phẩm đã hoàn thành không? Bây giờ ghi mấy cái đinh vô nữa là được. Đây các bạn, đây là chai mù tạt mình mua ở ngoài tiệm. Đây, thấy không? Đây là mù tạt gì wasabi. Đây, thấy không? Đó. Để các bạn đừng nói mình để đậu xanh vô. Đó. Rồi, mở ra không? Chưa đâu, tại nó còn giấy bịch đậu đây nè. Đó. Đó, cái này vô là nhức nách luôn. Rồi xịt ra luôn công. Xịt ra luôn. Đó các bạn. Đó. Chơi nguyên chai luôn. Hết nguyên chai luôn. Bữa nay mình làm một lần chơi lớn để xem anh em có trầm trồ. Cái này vẫn sao cho cứt gà. Đó bóp nguyên chai luôn. Nào. Mình phải lấy chanh không ta? Khỏi chanh. Đó. Cảm giác nó mới mạnh được. Thử này nó cay sao? Đó. Em nghe nói là ăn lên tới não gì đó. Đây, các bạn đừng thấy nó nhỏ gì mà các bạn khi dễ nha. Chai nhỏ mà có vỏ đó anh em. Chai này từ gửi Mỹ gửi về đó các bạn. Chai này là hàng chính gốc gửi từ bên Nhật qua luôn á. Không? Đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái vòng quay, xem giờ các món ăn bữa nay mình sẽ ăn chấm với mù tạt ha. Rồi, đây là cái vòng quay tự chế mà nãy các bạn đã xem của chú Công làm, đúng không? Đây, chúng ta gồm các món ăn giống như là bánh nè, đó, củ sắn nè, chuối, ít hai là ăn hai lần, đây có cam, bánh khọt, ớt, cái món này là vừa nhất nè, món ớt này là vừa nhất nè. Rồi đây là món bánh khọt các bạn. Đó, quay chúng như bánh khọt thì chấm bánh khọt với mù tạt ha. Đây là chuối. Chuối này còn nguyên trái chưa lột. Đó. Rồi, này là bánh bánh quay vạt các bạn, không? Quay chúng như chữ bánh thì ăn cái này. Rồi, cái này ai mà ai quay chúng vô ớt thì ăn lấy ớt chấm mù tạt nha. Đó, rồi. Rồi, cái này là củ sắn. Đây, củ sắn. Rồi cái này là cam chấm với mù tạt. Rồi lực chơi của mình là quay trúng cái nào là ăn cái đó, chấm với mù tạt ăn cái đó, nếu mà quay ít hai á thì ăn vô hai lần. Rồi ok, bây giờ bắt đầu chơi ha. Rồi ok, bây giờ u sùm quay thằng nào sẽ bị quay trước ha. U sùm là thằng bị quay trước. Ăn chắc rồi. Chết nữa. Giờ u sùm nè, 1 2 3 lên cưng. Vô ớt ít hai. Đậu xanh. Vô đậu ít hai thì không có gì hết. Rồi. Chút xíu nữa là vô ớt rồi. Kê bánh. Bánh là cái này rồi. Nguyên cái kìa. Rồi. Bánh quay vạt chấm mù tạt nha các bạn. Nhiều lắm không ta? Hả? Đó. Rồi đây, bánh hoa vàng chấm mù tạt. Quất vô bồ, chấm vừa vừa thôi. Rồi quất vô. Ăn miếng rồi cho ăn miếng luôn. Còn rồi để lại. Rồi có biểu cảm nghĩ khi ăn giờ luôn các bạn ơi. Rồi ok, nãy là bạn Công ăn bánh, bây giờ tới mình. Hết còn.
Trời trời trời, cái này nó chắc chết. Đừng, vô bắn nữa thôi, đừng vô hết. No. Đến hai là quay lại, mới quay mà vô đến hai là quay lại. Vô gì? Không, cắn miếng rồi, Chưa. Lỡ chơi thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ, mình lựa trái nhỏ nhỏ. Thấy giỡn không? Thấy giỡn kìa. Trời ơi trời, chết tôi luôn rồi trời. Nhiều vô. Đó. Đây các bạn. Đó. Trời ơi trời. Nè nè, hai quý nhận lại nè. Thấy không, thấy rõ không con? Đó, ngay là nuốt đó. Một cảm giác rất là phê lò luôn các bạn. Đó. Cảm giác lên đến 9 tầng mây. Đó. Nước vô rồi, Trời ơi trời, chết được chứ. Còn rất là nhiều món, chưa có thử. Đây. Rồi. Giờ tới mình. Cài. Chưa nóng 40 độ mà ăn qua xe biển xỉu. Rồi vô. Đây đây. Ê, bắn hả? Đây, ăn rồi cái nãy. Đây. Không? Đó. Đúng rồi. Cái bánh không phải lên mà. Nghĩ sao mình chơi ngô vậy trời. Quay bị nó chấm như đây nè, mới đã. Trời. Hi 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 hi
Rồi, nào, 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 n